Bây giờ quay trở lại với lại cái vấn đề 3D mà chúng ta đã nói vừa nãy. Sau khi mà các bạn làm quen với lại cái phần Revolve để chúng ta có thể tạo ra các khối cầu hoặc là các cái khối trụ, thì tôi có đưa ra hai cái ví dụ như này. Một cái như là cái quả bóng pizza đó, và một cái nữa là một cái giải băng mà được quấn theo cái khối không gian 3 chiều như thế này. Thế thì những cái này thì theo các bạn, thì với những cái thứ mà chúng ta vừa trao đổi vừa rồi, các bạn đã có thể làm được cái nào trong hai cái này? Có làm được cái nào trong hai cái này không ạ? À, bia thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi, cầu tròn thì dễ rồi đúng không? Cầu tròn trắng thì dễ rồi. Rồi, và các bạn gán xi mòn vào gì? Ok, vậy thì các bạn có, nếu mà đã chỉ ra hướng như thế thì bây giờ yêu cầu các bạn làm thử cho tôi cái đấy. Nếu như các bạn cho rằng các bạn đã đủ kiến thức để làm, các bạn làm nhanh thì cho tôi cái đấy xem có vướng cái gì nữa không. Nếu làm được rồi chúng ta sẽ trao đổi tiếp sang cái ribbon 3D kia. Ok, vừa rồi thì các bạn đã nói là có thể làm được và cũng đã làm cái quả bóng này. Thế thì đây, thực ra chúng ta sẽ xem lại một chút về cái symbol này. Symbol thì chúng ta nhắc nó ra để chúng ta xem cái symbol nó như thế nào. Để gắn được vào thì đây, các bạn nhìn nó tương đối dài như thế này. Đó, tương đối dài như thế này. Nếu mà xem tiếp sang trường hợp thứ hai, cái ribbon, thì đây các bạn sẽ xem là chúng ta phải thực hiện như thế nào. Bấm chọn vào đối tượng này và appearance này, mở ra thì đây cái khối hình của chúng ta là như thế này. Đấy. Và xem là làm như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ phải tạo ra một cái symbol nữa để gắn vào, và sau khi gắn vào rồi thì chúng ta cũng phải xử lý thêm một chút. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Trước hết là xem về cái symbol. Symbol của chúng ta thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Đây là những cái hình chéo như thế này. Thế thì trước hết là các bạn sẽ tạo ra một cái đối tượng là hình cầu đã. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý tiếp là chúng ta làm ra symbol. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Hình cầu này làm dễ rồi đúng không? Shape này, vẽ ra hình cầu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt như là chúng ta đã cắt vừa nãy theo cái hướng dẫn vừa nãy. Cắt, cắt, các bạn lấy một nửa thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp để cho nó thành 3D đã. Effect 3D Revolve và nhấn Preview. Đây, kết quả. Các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái hình này nó hơi đen. Vì sao? Vì là cái chúng ta vẫn để đường viền màu đen. Đây, trong trường hợp này các bạn có thể cắt cái đường viền đi thì nó sẽ ra cái màu các bạn muốn. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm cái symbol. Trong trường hợp này symbol thì làm như thế nào? Symbol chúng ta sẽ làm một cái đại loại là như thế này. Ví dụ tôi lấy một màu nhé. Đây. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là kéo xiên, và các bạn làm cho nó xiên đi một cái góc bao nhiêu đấy. Sau đó thì các bạn làm tiếp cho tôi, nhân bản nó xuống thành một vài cái thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thao tác tiếp là các bạn vẽ cho tôi một cái hình hình chữ nhật. Yêu cầu là như thế nào? Yêu cầu là cái hình chữ nhật này, để cho nó chuẩn là các bạn phải làm sao cho cái cạnh này, khớp này, cái điểm này
nó cũng khớp vào đây, tức là cắt cắt bằng bằng cái này. Thế còn đầu bên này thì sao? Đầu bên này thì các bạn co kéo cho tôi làm sao để cho nó cái nhát cắt của nó cũng sẽ là chạm vào nó sẽ chạm vào cái đáy của cái thằng này. Đấy. Các bạn có thể nhắc nhắc cái này di dịch làm sao để cho nó tạo ra được một cái nhát cắt một đầu này và một đầu này chạm vào đây. Thế thì cái này có vẻ như là chưa đủ yêu cầu đúng không? Các bạn có thể là kéo rộng nó ra một tí tẹo để cho nó dài ra một tí đây. Co nhé, co cho tới khi nào mà đấy. Tôi lấy một cái màu khác cho nó đậm đậm một chút để cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đây này, đại loại là nó như này. Cái góc này thì nó sẽ chạm vào cái này. Đây là vẫn hơi lõm một tí, chúng ta có thể co kéo làm sao cho nó giải quyết tốt được cái vấn đề đấy. Tất cả mấy cái này, ok. Đây, co này, co cho đến khi nào mà thằng này chạm vào đây thì thôi. Thế bây giờ làm gì nữa? Cắt lấy cái này, đúng không? Thì bằng lệnh nào nhỉ? Pathfinder đúng không? Đây, chúng ta lấy Pathfinder, Effect, Pathfinder. À, Window Pathfinder. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng lệnh gì đây nhỉ? Lệnh Trim đi. Hết. Tháo ra. À, divide đi. Tháo ra object ungroup. Bỏ đi những cái đối tượng không cần thiết. Giữ lại cho tôi cái phần này thôi. Đấy. Cái hình khung này các bạn cũng bỏ. Đấy, và bây giờ chúng ta còn cái này, toàn bộ cái này các bạn mới đưa vào symbol, tạo cho tôi một cái symbol mới, đặt tên là gì không quan trọng, cứ tạo ra symbol đi. Đến đây tôi đã có một cái symbol dạng như thế này rồi, và bây giờ chúng ta mới xử lý tiếp bằng cách là quay trở lại điều chỉnh cái này. Đây, chọn đối tượng 3D nhé, mở appearance ra nhé, chọn revolve, bật preview lên cho nó dễ nhìn. Sau đó thì chúng ta mới vào Map Art. Trong Map Art này thì chúng ta mới đưa cái symbol đó vào. Đó. Và các bạn sử dụng cái lệnh Scale to Fit cho tôi, để cho nó căng hết ra, căng hết ra cái diện tích của cái bề mặt cái quả cầu này. Đến đây thì các bạn chọn cho tôi một cái tùy chọn là cái Share Artwork này. Đấy, và cái Invisible Geometry. Đấy, khi mà chúng ta chọn cái Invisible Geometry này thì nó sẽ giấu cái bề mặt của cái khối đi, nó chỉ còn để lại cái hoa văn họa tiết được bọc vào trong. Đấy, nhập OK. À, bây giờ các bạn muốn chỉnh để cho nó nhìn như thế nào, để cho nó rõ cái khối của chúng ta thì các bạn xoay, các bạn chỉnh cho tôi như này. Đấy thì các bạn sẽ nhìn được. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà chúng ta ghép cái khối này này thì cái mặt cắt của chúng ta là phải cắt cho nó chuẩn thì nó mới cái từng giải một nó mới nối đều được vào với nhau. Đấy. Nhưng mà cái nguyên tắc quan trọng nhất ở đây là gì? Cái phần map app này thì các bạn nhớ là đánh dấu vào cái này nhé. Visible. Đấy thì với cái cách như thế này các bạn có thể tạo ra những cái khối cầu rỗng như thế này mà được xây dựng bằng các cái giải băng nó quấn nó bó theo cái hình khối.